kênh Nhà Đất Việt Nam xin chào cô chú anh chị nha. Bây giờ Tấn đang có mặt ở ấp Trà Giỏ, xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tấn sẽ quay cho cô chú anh chị xem một căn nhà nóc thái mới vừa xây xong. Nhà rất là đẹp nha. Đây cái cổng nhà này cô chú anh chị ơi. Bây giờ Tấn quay buổi chiều á, nó hơi ngược sáng chút xíu, cô chú anh chị thông cảm nha. Phía trước là có đèn đường luôn ha. Thì căn nhà này có diện tích là chiều ngang 5m và chiều dài là 51m. Tổng diện tích là 256m². Bây giờ chú Phong chủ nhà đó là bán căn nhà này với giá là 1.268.000.000. Sổ hồng chính chủ, không có qua môi giới trung gian nha cô chú anh chị. Sân là đậu được ô tô nè. Nhà là chỉ cách đường nhựa khoảng 120m thôi. Đây trong khu dân cư rất là đông. Ở Trà Giỏ, Thành Đức, Gò Dầu, Tây Ninh nha cô chú anh chị. Cái đường phía trước nhà nè. Đó, ở phía trước nhà là có tráng xi măng luôn. Còn khúc ngoài là đường rẽ đá ha. Đi ra hướng này 120m là đường nhựa. Đi ra ngoài quốc lộ 22B là khoảng 350m. Ở đây là gần ủy ban xã Thành Đức nè, gần chợ Trà Giỏ nè, gần công ty Tani Food, gần trường cấp 3 Ngô Gia Tự, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2, đầy đủ nha cô chú anh chị. Nhà này hướng đông bắc nha. Đây là bên hông nhà nè cô chú anh chị ơi. Nhà xây tô xung quanh. Phòng ngủ là có cửa sổ nha. Đây chúng ta coi cái nóc nhà ha. Nhà mái thái nè. Thì cô chú anh chị sẽ được tặng bộ rèm cửa, tặng một cái máy lạnh và tặng máy nước nóng lạnh năng lượng mặt trời nha. Nhà hướng đông bắc nha cô chú anh chị. Cái chiều dài của đất á, rất là tốt luôn, dài tới 51m. Cho nên chủ nhà thiết kế là sân trước đậu ô tô và sân sau á, là có thể trồng cây ăn trái làm sân vườn ha. Trong khu dân cư rất là đông. Chỗ này cách ủy ban xã Thành Đức là khoảng 700m nha, cách chợ Trà Giỏ khoảng cây số, cách công ty Tani Food và trường cấp 3 Ngô Gia Tự á, là khoảng 1,5 cây. Từ thị trấn Gò Dầu lên tới đây 12 cây, còn từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây á, là 60 cây nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ vô coi nhà nha. Phía trước nhà nè, tráng xi măng nè. Trong sân á, thì lát gạch sân vườn. Sân này thì rộng rãi nha, xe ô tô 7 chỗ hay là xe bán tải đó cô chú anh chị là đậu được ha. Đây mặt dựng của nhà nè. Bây giờ Tấn quay buổi chiều nó hơi ngược sáng chút xíu, cô chú anh chị thông cảm ha. Nhà mái thái thiết kế đẹp, giá rẻ nha cô chú anh chị, 1.268.000.000. Đó mặt dựng của nhà thiết kế rất là đẹp ha. Gạch sân vườn nè. Cái sân ở trước á, là hai bên có xây tường rào, có dán gạch men luôn. Đây có bồn bông nè. Nếu cô chú anh chị và các bạn thích căn nhà này muốn mua, chúng ta tới đây xem nhà thì cô chú anh chị tới buổi sáng á, xem nhà sẽ rất là đẹp nha. Nó đúng ánh sáng, không bị ngược sáng, là rất là đẹp luôn á. Đây mặt dựng của nhà này cô chú anh chị ơi. Nhà là cửa khung sắt kính cường lực ha. Phía trước là làm hai cái góc cột tròn nè. Đèn trang trí nè. Lung linh luôn ha. Cái sân trước á thì có xây tường rào, có dán gạch men luôn. Bên trên là có khung sắt nữa nè. Bậc thềm bước lên nhà là hai bậc, phong thủy tốt cô chú anh chị. Thì chú Phong chủ nhà đó tặng bộ rèm cửa, tặng một cái máy lạnh, tặng một cái máy nước nóng lạnh năng lượng mặt trời. Nhà là 3 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Có 2 nhà tắm toilet ha. Đây bên trong phòng khách nè, dán gạch men lên tới 2m luôn. Từ trong phòng khách nhìn ra sân nè cô chú anh chị ơi. Sân rộng rãi ha. Trần thạch cao nè. Ở dưới cái trần của nhà bếp á là chú Phong là đổ đúc luôn nha. Đó, còn phòng khách là làm trần thạch cao nè. Có cái đèn trang trí rất là đẹp nè. Đường chạy chỉ thì màu xanh với lại màu xám ha.
Phòng khách là có cửa sổ bên hông nè cô chú anh chị. Đó, tặng bộ rèm cửa, cái màu cũng nhẹ nhàng dễ thương nha. Đường điện là đi âm tường luôn. Một căn nhà nóc thái mà giá là chỉ có 1.268.000.000 à. Rất là rẻ luôn cô chú anh chị. Thiết kế đẹp ha. 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm toilet, tuyệt vời luôn. Đây cái cửa sổ ngay chỗ bồn bông phía trước nè. Nhà này hướng đông bắc đó cô chú anh chị. Diện tích thì chiều ngang là 5 mét ha, còn chiều dài là tới 51 mét. Tổng diện tích là 256 mét vuông. Hiện tại là có 75 mét vuông thổ cư nha. Còn lại là đất cây lầu 5. Đó, trần thạch cao ha. Bây giờ vô xem tiếp nè. Thì trong hành lang chúng ta thấy là có thêm hai cái cửa sổ. Gạch men dán tường này là nó cao tới 2 mét nha cô chú anh chị. Đó, đường chạy chỉ màu xanh nè. Cái hành lang này thì rộng rãi ha, bên trên là làm trần thạch cao luôn. Gắn cái đèn á, nó rất là thẩm mỹ ha. Cái hành lang này là rộng gần 1,5 mét nha cô chú anh chị. Đây cửa sổ nè. Cửa là cửa kính mờ ha. Đó, cửa lùa. Rồi nhà 3 phòng ngủ nè cô chú anh chị ơi. Thì hai cái phòng đầu tiên á là không có toilet bên trong. Cái phòng thứ ba là có nhà tắm toilet bên trong ha. Đây phòng đầu tiên có cửa sổ nè. Có đi sẵn cái đường dây để gắn máy lạnh nè. Bên trên là la phong trần thả. Có đèn ngủ luôn. Cửa nè. Nhà này á, cái nền móng làm rất là kiên cố nha cô chú anh chị. Đổ nền rất là cao và cái móng á xây rất là kỹ nha. Chú Phong là có gửi Zalo cho Tấn những cái hình chụp cái lúc mà đang thi công á, lúc mà đầu móng đổ đà đồ này kia đó. Thì chút nữa Tấn sẽ ghép vô video này cho cô chú anh chị coi những cái hình đó luôn ha. Đây, phòng ngủ thứ hai thì nó y chang phòng ngủ đầu tiên vậy đó. Diện tích đâu cũng vậy, thiết kế đâu cũng vậy luôn. Cũng có đèn ngủ, cũng có đường dây điện để gắn máy lạnh sẵn, cũng có cửa sổ luôn. Ở trong phòng ngủ là la phong trần thả ha. Còn phòng khách hành lang là trần thạch cao. Còn dưới nhà bếp á, thì chú Phong nữa là đổ đúc luôn. Có cái nhà kho nữa nha cô chú anh chị. Đây cái phòng ngủ thứ ba là có máy lạnh bên trong nha. Kế bên phòng ngủ thứ ba là nhà tắm toilet dùng chung cho cả nhà nè. Đó, còn trong phòng ngủ thứ ba là có nhà tắm toilet bên trong. Cửa khung sắt nha. Đây, máy lạnh đang mở luôn, máy lạnh hiệu Cooper. Inverter tiết kiệm điện ha, một ngựa. Đây, phòng ngủ thứ ba thì có nhà tắm toilet bên trong nè. Rất là tiện luôn. Chỉ 1.268.000.000 là cô chú anh chị sẽ sở hữu căn nhà này nha. Chú Phong nói là sẽ bao trọn gói giấy tờ luôn. Là 1.268.000.000 á, bao trọn gói ha. Cả nhà và đất rồi bao sang tên sổ hồng luôn. Cái nhà này là đẹp nhất trong cái xóm này nha cô chú anh chị. Đang mở máy lạnh cho nên ra ngoài đóng cửa lại nè. Thì từ ngoài quốc lộ 22B đi vô cô chú anh chị là chúng ta sẽ đi vô bằng đường số 20. Đường số 20 của quốc lộ 22B nha. Gần ủy ban xã Thành Đức. Gần chợ Trà Giỏ, chợ Thành Đức đâu đó. Đây. Nhà tắm toilet dùng chung cho cả nhà. Cái bồn cầu này nó xịn hơn bồn cầu trong phòng ha. Đây là bồn cầu liền khói nè. Còn tem đồ đầy đủ luôn. Dán gạch men. Cao 3 mét.
Đó, bên trên là phòng, có lỗ thông gió đâu luôn ha. Vòi sen xịn luôn, sử dụng nước nóng lạnh nha cô chú anh chị. Nước nóng lạnh, năng lượng mặt trời. Rồi có lavabo nè. Đó, căn nhà 2 phòng tắm, toilet, 3 phòng ngủ. Bên dưới là lát gạch chống trượt ha. Cửa là khung sắt. Đây, từ ở khúc nhà bếp nhìn ra phòng khách nè. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem khu vực nhà bếp nha cô chú anh chị. Thì chú Phong chủ nhà đó nói là cái trần này nè là đổ đúc luôn nè. Đổ đúc luôn, có gắn đèn trang trí nè. Chỗ này là có cái kho nè cô chú anh chị. Đó, mình làm cái thang đi lên là mở cái cửa đó là cái kho để đồ trên đó ha. Dán gạch men xuyên suốt luôn, gạch men này lẫn cao hơn tấn luôn á. Nhà bếp nè cô chú anh chị, có cái cửa sổ để cho nó thông thoáng á, khói mình nấu nướng đồ khói đồ cũng bay ra ngoài ha. Học tủ nhôm nè, đó học tủ nhôm bên trên bên dưới nè. Giờ Tấn quay buổi chiều á, nó hơi ngược sáng chút xíu cô chú anh chị thông cảm ha. Nếu cô chú anh chị tới đây coi nhà thì nên đi buổi sáng nha, đi khoảng 7, 8, 9, 10 giờ sáng là cái ánh sáng á, nó sẽ đẹp ha. Ngay chỗ này là để máy giặt nè cô chú anh chị. Đó, đường ống nước ra nước vô, ổ điện nè, có sẵn nè. Cửa sổ để ngay chỗ cái bếp cho anh thoáng nè, nấu nướng đâu nè. Ổ điện để nấu cơm điện ha. Rồi, bồn rửa chén. Mấy cái vòi này là nước nóng lạnh luôn nha cô chú anh chị. Này, nước rất là mạnh luôn á. Nhà sử dụng là nước giếng khoan bông tưa nha. Cái giếng khoan là ở sân trước đó cô chú anh chị, gần cái cổng á. Đây coi lại cái trần đổ đúc nè. Thì cái diện tích đất á, là rất là tốt luôn. Chiều dài đất là tới 51 mét. Đây, ngay chỗ bếp này là có cái cửa sổ nữa nè. Đó, thì cô chú anh chị thấy là còn dư cái sân vườn phía sau á, là khoảng 21 mét ha. Chú Phong nói là cái nhà đó. Đây, để Tấn ra ngoài Tấn nói tiếp nè. Đây, cửa hậu phía sau, cửa khung sắt kính mờ. Ở phía sau là lát gạch sân vườn giống sân trước luôn ha. Đó, rồi cái sân sau nè. Này chúng ta lắp hàng rào B40 á, cái trồng cây ăn trái rồi ha, cây kiểng rồi, nuôi gà rồi cũng được. Thì ở phía sau này nè chú Phong đó là từ mấy này ha, tới hết đất là khoảng 21 mét á. Còn từ mấy này nè, từ mấy này chạy lên tới cổng là khoảng 30 mét. Đây nhà xây tô xung quanh luôn ha, ở phía sau nè. Đó máy thái. Chỗ này thì cái bồn nước với lại máy nước nóng lạnh năng lượng mặt trời nha. Đó, cái trần bên trên là đổ đúc luôn, cho nên là để bồn nước bên trên luôn cô chú anh chị ha. Này, phía sau đây là có cái sàn nước nhỏ nữa nè. Hai bên á là đất của hàng xóm, hiện tại là đất trống nha cô chú anh chị. Đây, đất trống nè. Chúng ta coi cái bên hông bên đây luôn nha. À, cũng xây tô hết luôn, rất là đẹp, hoàn thiện 100% luôn. Đây là tờ sổ hồng của nhà đất đang cần bán nè cô chú anh chị. Đây xem cận cảnh sơ đồ nha. Đất này là hướng đông bắc. Cái đường ở phía trước á, thì trên sổ hồng ghi là đường đất độ rộng 3,5 m. Còn diện tích đất nè, chúng ta thấy rất là dài nha. Chiều ngang là 5 m. Đó, chiều ngang là đúng 5 mét ha, ở trước 5, ở sau cũng 5 luôn. Còn chiều dài là tới 51 mét. Thửa đất số 246, tờ bản đồ số 97, địa chỉ ấp Trà Giỏ, xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 256,4 mét vuông. Có 75 mét vuông là thổ cư nha, còn lại đất cây lâu năm. Thank you.
giờ Tấn đọc số điện thoại của chú Phong, chủ nhà, để cô chú anh chị liên hệ nha. 0356 844 845. 0356 844 845. 0356 844 845. Gặp trực tiếp chú Phong chủ nhà, không có qua môi giới trung gian nha cô chú anh chị. Giá bán 1 tỷ 268 triệu nha. Đây, bây giờ từ căn nhà của chú Phong, Tấn sẽ quay ra đường nhựa, ra đường quốc lộ cho cô chú anh chị coi nha. Vị trí Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái định vị ngay chỗ này ha. Giờ quay từ trong nhà ra, nó không có bị ngược sáng, nó sẽ đẹp nha cô chú anh chị. Đó, cái đường ở trước nhà nè là đường rẫy đá ha, còn ngay phía trước nhà là có tráng xi măng luôn. Đường này trên sổ hồng ghi là đường 3,5 m, trong khu dân cư rất là đông, ở ấp Trà Giỏ, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh nha cô chú anh chị. Cách ủy ban xã là 700 m, cách chợ Thạnh Đức á là cây số. Đây, từ trong nhà đi ra 120 m là ra tới đường nhựa, đối diện là có đại lý ga bia nước ngọt. Đó, thì mình sẽ quẹo trái ha. Cái đường này là đường số 20 của quốc lộ 22B này cô chú anh chị, đường có đèn đường luôn nha. Ở đây mình chạy ra khoảng 300 m á là ra đường quốc lộ 22B ha. Đây, nhà cửa dân cư đông nè. Đường số 20 nha, trên bản đồ Google Maps là cũng có tên đường luôn. Ngoài đây là cái cổng chào ấp Trà Giỏ nè cô chú anh chị. Ra tới đường quốc lộ 22B ha. Cô chú anh chị ơi, bây giờ Tấn sẽ quay từ công ty Tani Food, quốc lộ 22B nè. Cách căn nhà đang cần bán á là 1,5 km á cô chú anh chị. Đó, Tấn quay từ đây chạy tới đường vô nhà rồi chạy lên ủy ban xã Thành Đức cho cô chú anh chị coi nha. Cái hướng này cũng là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh, Trảng Bàn, Gò Dầu đi lên nè. An Sương lên tới đây 60 cây, Gò Dầu lên tới đây 12 cây ha, còn Trảng Bàn lên tới đây 20 cây. Đó, đường quốc lộ 22B, công ty Tani Food, bên phía tay phải là công ty về trái cây sấy khô, một công ty lớn ha. Đây, đối diện Tani Food là trường cấp 3 Ngô Gia Tự nè. Bây giờ trời sắp tối luôn cô chú anh chị ơi. Lúc nãy Tấn tới á, tới sớm lắm, tới lúc 2 giờ. Nhưng mà lúc đó thì trời nắng, nó bị ngược sáng á cô chú anh chị. Tấn ngồi chờ tới 4 giờ mấy. Từ 2 giờ chờ tới 4 giờ mấy mới quay. Đó, bây giờ là 5 giờ mấy, sắp tối luôn rồi. Đây là ngã tư Trà Giỏ nha, bên phải là Bách Hóa Xanh nè. Từ đây đi tới nhà là 1 cây số nữa ha. Quẹo phải thì nó thông qua tỉnh lộ 784 ra xí nghiệp Kensport đó. Hướng về tỉnh Bình Dương á là quẹo phải ha. Còn giờ mình chạy thẳng. Nhà thuốc Long Châu nè. Vừa qua ngã tư là sẽ tới chợ Thạnh Đức bên phía tay trái cô chú anh chị ơi. Đây, chợ Thạnh Đức nè. Từ chợ Thạnh Đức chạy lên khoảng 700 m nha. Cái hướng này là từ thành phố Hồ Chí Minh, Trảng Bàng, Gò Dầu đi lên á, thì cái đường vô nhà là bên phía tay trái. Còn nếu cô chú anh chị đi từ thành phố Tây Ninh, Hòa Thành, Cẩm Giang đi tới thì đường vô nhà là bên tay phải. Đây, tiệm vàng Kim Thủy, tiệm vàng lớn nhất khu này nha. Bên trái là cây xăng Ngọc Huy 2 nè.
cái đường quẹo vô nhà bên phía tay trái nha cô chú anh chị. Đây đường này nha. Đó, cái bảng ngay cái cổng ấp Văn Hóa Trà Giỏ luôn á, là đường số 20 á. Từ đầu đường chạy vô khoảng 300 m. Đây, khu vui chơi trẻ em Thỏ Ngọc nè. Ngay chỗ công ty Tiny Food lúc nãy á, là trường tiểu học, rồi trường cấp 2, trường cấp 3 luôn. Còn đây là ngã tư ngã ba Ủy ban xã Thành Đức ha, Ủy ban bên tay trái. Thì qua Ủy ban này là có trường mẫu giáo nha cô chú anh chị, trường mẫu giáo Thành Đức. Đó, còn nếu đi thẳng lên cái hướng này là sẽ lên Cẩm Giang, lên thị xã Hòa Thành, thành phố Tây Ninh ha. Từ đây lên thành phố Tây Ninh là khoảng 20 cây nữa cô chú anh chị. Đó, tức là nếu cô chú anh chị đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên á, thì sẽ tới nhà trước, rồi chạy thêm khoảng 20 cây nữa là mới tới thành phố Tây Ninh nha. Đây bên phía tay trái là có trường mẫu giáo, đi xích tới phía trước là có chợ Bông Trang nha. Rồi đi lên xã Cẩm Giang, lên thị xã Hòa Thành, thành phố Tây Ninh, đi Tòa Thánh Núi Bà Đen á, là chạy thẳng cái hướng này á cô chú anh chị, trường mẫu giáo nè. Rồi Tấn sẽ kết thúc video clip tại đây nha. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.